Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ ghé thăm cái cửa hàng Kickcool Mart tại địa chỉ 81/1C, đường số 59 Gò Vấp. Ok. Hôm nay là cửa hàng đã khai trương nha mọi người. Khai trương, giảm giá 10% nha. Ở đây bán rất là nhiều sản phẩm, tên hiệu là Kickcool. Có tàu cá phô mai, viên đạm lẩu, viên rau củ hải sản, chảo ốc, thắt lát, bò viên, cá viên. Toàn món ăn chơi không nha anh em. Pizza nè, pizza bò bằm, pizza hải sản, pizza xúc xích nè. Hồ lô, xúc xích gala. Ok nhiều nha. Có bánh bao luôn nha. Có bánh bao trứng muối, phô mai, xay xíu trứng cút. Thịt heo trứng cút. Bánh bao bát bửu nè hả? Ôi trời, quá trời luôn. Này gì đây? Cá cảo, cơm chiên, ba cấp ti. Ôi trời, đây cái món này hot trong mùa dịch lắm nha mọi người. Món này mình thích nè. Bánh bao nhân kim sa. Này là nhân mềm ở trong này nó chảy nè mọi người. Mày ngon nha. Hấp lên là cắn ra con gái ngọt liệm này. Chảy đã. Bí đỏ đậu xanh. Đậu xanh sầu riêng. Có cái gì đây? Đậu đỏ nước cốt dừa nữa nha. Còn món hot không à mọi người. Ok. Xem nào. Dữ nha, phô mai que nha. Có bánh mandu luôn nha. Chả giò. Tôm cua rong biển nữa nè. Đây, chai rau nấm nè. Chả giò rế hải sản nè. Úi dồi. Hoành thánh nè. Gì đây nữa? Úi dồi, khoai tây nữa. Trời. Mandu. Đây là thấy sơ là đếm cũng gần 50 món rồi nha quý vị. Cơm chiên. Gà. Úi dồi, đùi gà rán cũng có nha. Đùi gà rắn tủ em. Thấy rồi, ok. Ok. Đây vẫn là bánh bao. Bánh bao thịt heo trứng cút. Loại này nghe đồn là ngon lắm đây. Bánh bao bát bửu trứng cút. Mà lên. Những muối phô mai này. Đây những sản phẩm mà tôi hay thường vô bếp đây nha quý vị. Lụm lần hai cái không á. Ok, bữa nay khai trương thì bên đây có bảng giá luôn nè. Địa chỉ là 81/1C nha quý vị. Đang có chương trình giảm giá 10% từ đây tới ngày hết tháng 11. Đây là đề co rất đẹp nha. Có hàng tươi. Ok, mình sẽ mua một vài món trong này nha. Đầu tiên là chảo ốc cho bữa tối. Bánh bao cho buổi sáng. Cái này là lẩu không, mình thích ăn cái này hơn. Cái này cho buổi xế nha. Cái này cho tráng miệng nha.
cũng còn hơi hơi ít. Và đương nhiên đó là xúc xích. Để xúc xích tươi nha. Rồi cảm ơn quý vị, hy vọng là chúng ta sẽ tận hưởng được những sản phẩm của Kitkun mặt tại địa chỉ 81/1C, giảm giá 10% trên đơn hàng. Ok, cảm ơn.